nghèo ạ. 86 rồi đấy. Đang sáng ra đang đi thể dục, đang niệm Phật đấy. Quay lại. Đấy, phủ điện tiếp đây, điện Phật tiếp đây. Nào. Nhắn lên, nhìn đây. Tiếp, phụ điểm. Nam mô A Di Đà Phật. Cái niệm toan này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhập chưa? Nhập lắm rồi. Nhập thật đấy. Thế nghỉ tí đi tiếp nhá. Hay nghỉ? Nghỉ thôi. Nghỉ tí thì lại cho đi tiếp. Nghỉ tí rồi lại tiếp rồi. Rồi ok bà.